Bonjour các bạn bốn phương. Bonjour, comment ça va? Xin chào các bạn bốn phương. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter voilà, une autre leçon en ce qui concerne avec la fête des enfants, la fête de la mi-automne. Các bạn thân mến, sắp đến Tết Trung Thu rồi. Thì bài học hôm nay thì mình làm một cái dessert, một cái loại gọi là tráng miệng. Tất cả những cái gì mà thuộc về tráng miệng thì ta gọi là dessert, tiếng Pháp gọi là dessert. Dessert, ta thì nghe thấy chữ D đúng không? Des, ta đọc là des. Như vậy là có chữ âm S. D, ơ đây thì chính là ơ tiếng Pháp đây các bạn nhé. Ơ tiếng Pháp là chữ E của mình. Thì đằng sau nó có hai chữ S và có âm E nữa. E thì ta có thể viết là ơ, E, là T. Cái đấy mình tính sau. Chữ viết thì dần dần mình sẽ học được thì mình sẽ tính sau. Desse, các bạn vẫn nghe thấy ở trong các siêu thị hay là những cái cửa hàng bánh ngọt đấy, nó hay bán cái đồ desse. Và là pour le dessert, j'ai besoin de tout d'abord des haricots lentilles vietnamiennes, lentilles vietnamiennes, haricots verts, đỗ xanh. Chào bạn đầu tiên. Và là bạn bonjour, và mời bạn đầu tiên, bạn giúp cho cô với nha. Và là bạn vào nhà cô mấy phút nha để giúp cho quyển buổi nay là cô thành công. Thì cô chỉ dùng những cái nguyên vật liệu rất là bình thường, đó là haricot vert. Ông Việt Nam miền là haricot vert. Mẹ ông Français sẽ long chi, giống như cái long chi của Pháp. Và là je vais mettre dans une casserole pour faire cuire. Cô cho luôn vào trong con nồi. Và cô đổ một bát nước vào đó để nấu cái đỗ xanh này. Cô chưa nhìn thấy bạn, thấy bạn đứng rồi nhưng mà bạn chưa vào. Rất là enchanté, là tiếng Pháp enchanté là như kiểu welcome của tiếng Anh ấy các bạn ạ. Thì cô phải dùng đến cơm nếp thì cô nấu sẵn rồi. Bạn thứ hai rồi, bonjour. Cơm nếp cô nấu sẵn rồi thì bây giờ thì cô chỉ việc mua nó vào thôi, tức là làm thành cái mua là làm thành cái dôm ấy các bạn ạ. Ông phe đề dôm à, đề dôm mà tức là những cái oản ấy các bạn ạ. Tết Trung Thu là hay cúng oản nữa. Hay là il faut avoir du sucre, cô cần phải ông biết không, anh deux bon de sucre. Hay là các bạn thân mến, các bạn nào vào nhà cô để xem mày học tiếng Pháp, không bổ đầu thì bổ đuôi. Hai ngày mở hàng đến tôi lại đi rồi các bạn ạ. Nhưng không sao cả. Cần nhất là cô có một cái video về dessert pour la fête de la mi-automne. Fête, tất cả các lễ hội ở đây ta gọi là fête. Các bạn nghe thấy chữ phở mà viết là chữ F nhá. F ơ F ơ T ơ và trên đầu cái chữ 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 ơ đầu tiên ấy nó có cái mũ giống như là chữ E của mình ấy, biết như chữ E của mình nhưng mẹ đọc thành feta. Sao cái này nó rất là chói mắt cô. Je vais chercher environ un verre de sucre. Cái này là không phải verre bình thường đâu các bạn nhé. Allez, sucre. Cô sẽ cho các bạn biết sucre là gì. Ça c'est du sucre. Đây chính gọi là sucre. Mưa dần thì các bạn sẽ nói được cái sucre. Là em về được sucre. Hay là con sạc. Si quelqu'un veut bien manger sucré, il faut mettre sucre. Nếu bạn nào thích ăn sucre thì chúng ta sẽ cho rất là ngọt. Còn nếu không thì em gọi là la moitié d'un verre de sucre.
Để mình xuyên info em phơi chi phơi đồ xe là phải cho một chút muối vào các bạn nha. Bây giờ cô quay lại với lại cái này cô cần phải cái bột sắn. Bonjour, hy vọng là bạn đầu tiên bỏ đi rồi bạn thứ hai vào giúp cô với nha, giúp cho cô buổi live thành công. Cái này là farine de manioc, farine de manioc nhưng là bột sắn dây quý giá lắm của mình nhé các bạn ạ. Mang được bột sắn dây sang đây mà lại có ướp jasmine, jasmine là hoa nhài, ướp jasmine vào. Bonjour, bonjour, welcome, vào nhà cô cho nó vui, vào mấy phút cho nó vui. Các bạn bận thì các bạn ở lại 5 phút. Và mỗi hôm cô chỉ cho có 3 từ tiếng Pháp, và là desse, hôm nay là cái từ desse là chủ chốt. Và Arikove cô đã cho hôm trước rồi, hôm nay cô nhắc lại. Sikha cũng cho hôm trước rồi, hôm nay nhắc lại. Và từ thứ hai nhắc lại từ mới là farine de manioc, nhưng mà chỉ có người Việt Nam mình mới biết cái sắn dây này mà thôi, còn tất cả thế giới người ta đều gọi là manioc hết. Manioc người ta gọi là sắn đấy các bạn ạ. Và absolument là phải có confit de gingembre. Cái này nó suýt khê rồi cho nên không cần nhiều đường, không hiểu sao các bạn vào mà cô không nhìn thấy. Và để cho cái xe của mình nó thơm ấy thì cần phải một ít jus de fleur d'oranger, nó thơm như kiểu mùi cam ấy các bạn ạ. Cho ít thôi nha, không mới thơm đó. Vậy giống như cái mùi cam ấy các bạn ạ. Nó không phải là rượu thôi nha. Ông đi dè fleur d'oranger. Fleur d'oranger. Nó là như thế đấy các bạn ạ. Voilà. Vi suic fleur d'oranger et la farine de manioc. La farine de manioc. Cái này thì chỉ cho vừa vừa thôi. Chào bạn thứ hai. Cô không hiểu sao máy của cô hôm nay không xuất hiện tên các bạn, thì cô cứ chào cảm ơn các bạn đã đến giúp cho cô bài học tiếng Pháp mà ngày hôm nay cho nó suôn sẻ. Cô chỉ cần 15 phút thôi, để mỗi một hôm cô cống hiến cho mọi người khoảng 15 phút học tiếng Pháp rất đơn giản. Ngày nào cũng bonjour, comment ça va, đó là câu hỏi. Good morning, how are you? Nếu như khỏe thì chúng ta trả lời là ça va, merci. Merci là cảm ơn đấy, thank you đấy. Et vous mà là cô sẽ đóng hai vai. Bonjour, và người kia sẽ trả lời bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Merci, et vous? Và cái người này trả lời là bien. Bien chúng ta viết như chữ biên lai ấy, mà là en quên qua la selle. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Et vous? Bien. Merci. Và là mỗi thế thôi, giống như tiếng Anh, hệt như tiếng Anh vậy, đúng không? Good morning. Người này good morning thì người ta kia hạ giọng xuống good morning. Và người này hỏi tiếp how are you? Và người này trả lời là I'm fine. And you, bao giờ cũng hỏi lại là thế còn bà, and you? I'm fine too, tôi cũng khỏe. Và là tiếng Anh, tiếng Pháp hầu như là giống nhau. Et la leçon, je vais retourner. Cô lại quay trở lại bài học. Le dessert, je vais préparer. Pour le dessert, j'ai besoin des haricots verts. Các bạn tặng cô những cái đó hoa xinh đẹp mà chán thật, cô không thể nhìn thấy tên các bạn để chào. Thôi cô cứ nói nha, các bạn giúp cô thế tốt rồi. Đây là Arikove, còn tiếng Pháp nó gọi là gì nhỉ? Nó gọi là Ronchi. Thì cô sử dụng một nửa cốc đường thôi các bạn nhé. Ăn nó nhạt nhạt thôi, một nửa cốc đường. Một chút muối thì là cô cho vào từ trước rồi. Je mélange, tiếng Anh là mix đấy các bạn ạ. Mélange.
À, các bạn thấy nó đọc cũng là chữ M cả, nhưng cái này nó gọi là mélanger. Và khô để đấy cho nó ngấm đường một chút. Bây giờ thì cô mới quay lại cái này. Je vais mettre un petit peu de fleur d'orange, tức là cái vị cam đấy các bạn ạ. Không phải siro đâu nhé. Vị hoa cam fleur. Fleur là hoa. Cái chữ này nè. Cái này ta gọi là fleur orchidée. Nhưng cái này là hoa cam, cũng không phải hoa cau, cũng không phải hoa bưởi. Không phải hoa bưởi trắng thơm ngát cho nhà ai, không phải hương bưởi các bạn nhá, mà là hương hoa orange, là fleur mix. Cô chọn cái này là trộn từ từ thôi, không có nhỡ nó thơm quá em biết nó rơ hay pha rồi avec de l'eau froide. Không hiểu sao cô không nhìn thấy các bạn, nhìn thấy các bạn cho nó vui. Chào cho nó vui. Je mélange avec de l'eau, farine de manioc, un petit peu d'eau. Farine de manioc là cái bột manioc. Mélanger là trộn với nước. Avec de l'eau, l'eau là nước đây các bạn ạ. Dần dần các bạn sẽ biết hết, nếu cô cho hết thì các bạn không thể nhớ hết được. Là được 11 phút rồi. Tôi chỉ cần 15 phút rồi. Là các bạn thân mến, bây giờ thì quay vào đây nha. Là je vais retourner vers la casserole. Vào quay vào cái bếp nhá, thì các bạn thấy là cái này đổ vào đâu thì phải muối luôn lên đấy các bạn nhá. Các bạn trẻ thì không biết, nhưng bà già như tôi thì biết. Đó, nó giống như là gelatin ấy, có bạn thứ ba rồi. Nhưng mà không biết là sao hôm nay ẩn tên. Cô chạm động chạm vào đâu đó mà nó ẩn tên. Hay là đó. Cái này cái mai nhóc này cho vào nó giống như là gelatin ấy các bạn ạ. Và là ê bà là ajouter là thêm vào đấy, ajouter hoặc tiếng Anh các bạn hay gọi là add. Còn tiếng Pháp nó gọi là ajouter. Je mélange, mélange là cô trộn đều vào đây. Và cho đến khi nào mà thấy nó đặc vào thì là được, thì đã được. Được mua chè. Bây giờ thì cô cắt cái ranh rau mở vào nha các bạn nha. Các bạn đang ở trong cửa hàng nhà cô em đấy. Các bạn học tiếng Pháp ở ngay trong cửa hàng. Thì cô mới nói với các bạn là tại sao cô lại phải nấu ăn mà cô lại cho tiếng Pháp, bởi vì cái chương trình nấu ăn của cô đặt ra từ 2018 thì toàn nói bằng tiếng Pháp thôi. Do toàn nói bằng tiếng Pháp thì cho nên là toàn những bạn Pháp ở gần đây. Thế nên là sau khi về Việt Nam cái mùa hè vừa giờ đấy thì cô mới thấy là có rất nhiều các fan. Cô đi làm fan của các bạn lại làm fan của cô, là những người nói tiếng Việt. Cho nên là cô mới bắt buộc là, không phải bắt buộc mà cô nghĩ ra là phải nói cho cả người Việt và người Pháp nghe. Thì để cho các bạn nghe được thì cô chỉ dùng tiếng Pháp trong nấu ăn mà thôi. Ça c'est gingembre. Couper gingembre. Couper gingembre. Couper en deux. Couper en deux. En deux. Couper en deux. Các bạn có tin là cô dạy tiếng Pháp cho bọn trẻ con mà nó không cần phải tiếng Việt không? Mà gần như là 11 năm cô dạy tiếng Pháp cho bọn trẻ con từ 6 cho đến hết tiểu học thì nó bao nhiêu tuổi nhỉ? Hết tiểu học thì 6, 7, 8, 9, 10, 10 gì đó, 10, 10 tuổi gì đó. Là tiếng Pháp mà không cần phải lên cấp 2 học là không cần phải tiếng Việt. Thì các bạn biết là khi lúc đầu nó chật vật như nào. Ví dụ cô chỉ dơ cái này lên và cô nói là gingembre, le gingembre, coupé en deux morceaux, un morceau et deux morceaux,
Ê, coupé ông đơ ông còn. Ê, coupé ông đơ ông còn. Và bây giờ thì không gọi là coupé ông đơ nữa, bản thứ ba mà coupé ông cắt là học đếm luôn ở trong đấy, vừa cho động từ coupé. Các bạn đọc chữ coupé rất dễ, vì không hiểu sao là hôm nay cô không nhìn thấy tên các bạn. Cô chào bạn thứ ba, cảm ơn hai bạn đầu tiên đã rất là tốt bụng đã like cho cô. Thì khi chữ cúp các bạn nghe như là cúp cúp bóng đá đấy, phát âm hệt như thế, nhưng mà động từ nguyên thể hoàn toàn là trong cái nấu ăn người ta hay được trao động từ nguyên thể. Người ta cũng biết là có rất nhiều người nước ngoài sang đây học nấu ăn, cho nên tất cả các gôi xét, tất cả các thực đơn đưa ra hoàn toàn bằng những động từ nguyên thể. Coupé on the, coupé on quatre, en, deux, trois, quatre, quatre morceaux, morceaux, morceaux. Là nếu mà đã cắt ra rồi thì ta gọi là một mẩu, chứ ta không gọi là một củ nữa. Bình thường thì nó là một củ thì ta gọi là le gendarme, gendarme confit, tức là nó đã làm thành mứt rồi. Thì bây giờ cô lại coupé ong petit dé. Các bạn chơi chơi dé rồi đấy, các bạn cũng biết là cái con dé đấy, con dé là nó vuông vuông đúng không? Thì bây giờ cô sẽ coupé ong petit dé, ong petit dé. Cô sẽ cho các bạn xem ong petit dé. Và là nếu nó ngọt quá thì cô sẽ để lại, bởi vì cái confit này, coupé ong petit dé vẫn là động từ coupé ong petit dé. Ok. Hoặc là coupé ong petit dé. Et maintenant je vais mettre dans la casserole. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Cô đếm 10 thôi nha, còn lại hai cái mẩu này cô ăn. Để cho các bạn học từ 1 đến 10 trước mà. Và chà bố. Và bây giờ thì quay lại đây. C'est très bon rồi. Các bạn thấy nồi chè của cô bây giờ là đã có răng răm bờ vào rồi. Đây là cơm, cơm nếp nhá. Hoặc là cô phe đế bun rồi, bun lét rồi, cô cho tay vào trong nước ấy thì mới cho được. Ông phe đế bun lét à, hoặc là phe đế đôm à. Các bạn làm như là kiểu là các bạn làm cơm rượu ấy. Và không sao. Phe đế đôm u đề 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 bun lét à. Đây cái này trong đây có nước. Sa xe win bun lét á, đơ bun lét à. Cô làm thêm một cái bullet nữa, bullet à, à cái viên bi bé bé. Cô thực sự là rất là tiếc mà cô không nhìn thấy các bạn, không hiểu sao vậy. Cái máy của cô hôm nay nó không có chiều cô. Thôi là xe phê, cô làm thoa bullet thôi các bạn nhé. Nếu như các bạn là có thể có rất nhiều kiểu ăn cái chè này, nhưng chè này mình ăn với xôi, chính là món xôi chè đấy các bạn ạ. Các bạn đang đặt vào cái cúp này thì trông nó hấp dẫn hơn. Rất là xúc động khi mà có ba bạn đã đến nhà cô. Vì là tối hôm qua cô rất là bận nên là cô cũng không có hẹn được các bạn khác, nhưng mà thôi cô cứ để bỗng dưng như này. Bây giờ thì cô chỉ việc cho cái chè vào thôi nha các bạn nha. Rồi là trong đây nó có răng răm mà các bạn nhìn thấy, chúng ta cho vào bút lét này. Hay là các bạn thấy, hay là cô cho đủ để các bạn nhìn. Và bây giờ cô cho thêm một cái bút lét lên để mọi người biết là sẽ ăn với lại gọi là gì nhỉ, xôi chè. Chính ra là món xôi chè, nhưng mà làm cho người nước ngoài ấy, thì
Thì nó phải được nhìn thấy A, B, C, D, D, E. Tức là nó phải nhìn thấy đét xe, tức là cái gì đó nó phải có cái gì ngọt ngọt, có cái mứt mứt, hoặc là gato thì phải có nhân. Cái này mà đưa ra nhất là nó hay nhầm với lại các bạn mà làm súp ở Việt Nam ấy, thì nó không ăn bởi vì nó tưởng là đét xe. Này cô cho lên thêm để cho nó nhìn thấy là trong đây là sucre, là une autre boulette pour savoir qu'est-ce qu'on va manger dedans. Et voilà, la leçon française. Parlez français avec moi, hay nói tiếng Pháp với tôi. Cô cũng để parlez là động từ nguyên thể, chứ cô chưa chia thể mệnh lệnh thức. Parlez français avec moi. Aujourd'hui, la leçon c'est le dessert. Le dessert, qu'est-ce que c'est dans le dessert? Dans le dessert, trong cái món tráng miệng này, il y a le chè. Le chè, ça veut dire que soupe sucrée. Mình gọi là chè thì nó tưởng cái chè Lipton, chè xanh ấy. Cho nên là cái chữ chè Việt Nam ấy, mà chè ngọt này thì chúng ta gọi sang là dessert, còn nếu các bạn gọi là chè thì nó sẽ nhầm sang cái chè uống hàng ngày đấy, gọi là le thé, le thé vert thì là gọi là tê, còn cái này thì gọi đừng gọi là chè. Miền tiếng Việt mình thì vẫn là chè, nhưng mà nếu mà bọn nó cô mà viết lên bảng thực đơn thì cô phải nói là le dessert, nó sẽ nói là quel est le dessert. Dessert này là dessert gì? Phải giải thích cái câu đằng sau. Dessert aux boulettes de riz. Và là các bạn thấy nhá, dessert avec les boulettes de riz. Boulettes là cái cục cơm này, cơm nắm này, hay còn gọi là xôi chè biến tấu đi sang bên đây, không thì nếu không thì rất là phức tạp. Nói chung là cho nó thích hợp là như thế. Và bây giờ thì cô nếm thì sẽ nếm bằng cách nào? Bà là je vous donne la cuillère s'il te plaît. Là c'est la petite cuillère hả? C'est la petite cuillère hả? Ba bạn. Cuối cùng là cô không sao mà xem được tên của các bạn. Thôi cô cứ nếm thử nha. Je vais faire la dégustation. La dégustation là nếm ấy, như kiểu nếm rượu ấy. Và là tout d'abord, vous regardez, c'est concentré, c'est brillant. Rất là sánh vì cái chè, cái gì nhỉ? Cái bột sắn dây rất là quý. Nó vừa thơm mùi jasmine là mùi hoa nhài, nó vừa thơm cái mùi hoa của orange của cây 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 cam. Encore une fois, cô hút thêm tí nữa là cây bullet đấy thì cô để nguyên chưa ra đẹp. Bây giờ cô lấy cái cục cơm này, chính là cho cơm vào đây các bạn ạ, cho cái cơm nếp này vào, gọi là ăn 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 xôi chè của nhà mình là như thế đấy, ở ngoài miền Bắc là như thế. C'est très bon. Mình có thể ăn như là ăn sáng, comme le petit déjeuner ou comme le dessert, c'est pareil. Cô sẽ làm sao để biết các bạn, thì các bạn cho cô một chiếc dép nhé, thì cô sẽ, cô hứa là cô chỉ trả muộn thôi, nhưng mà cô bao giờ cũng trả, mà khi trả là cũng trả dư luôn đấy. Mấy hôm nay nó quét lắm các bạn ạ, cô có một cái kênh mà không ngóc đầu lên được, không, 2 hôm cô đạt được 1.000 rồi, 2 hôm đã đạt đỉnh ở 1.000 rồi, thì đến đêm là nó gạt xuống 20-30 người. Và cô quyết định là cái kênh đấy cô sẽ bỏ đi, kênh Nga Phạm ấy, bè ấy đấy. Mặc dù cô rất nhiều video kỷ niệm rất là nhiều cái hay, nhưng cô không mệt mỏi, cô không
không mất nhiều công sức cho một cái trò ngu ngốt ngu dốt như thế này nữa. Cô không thích nữa một tí nào nữa các bạn ạ. Cô được một cái canh này để cô nấu ăn sashimi thế là đủ rồi. Còn cái cây Nga Phạm cô để cho nó xem đi cinema như nào thì cô không cần biết. Nhưng mà nếu ai đăng ký cho cô thì đăng ký cái cây Nga Phạm thật là cẩn thận, chứ đừng đăng ký ngày hôm nay mà ngày mai mà bị nó bắt đi thì đừng đăng ký nữa. Cô không biết là ai đăng ký mà làm kiểu như bậy bạ đến mức mà để cứ đăng ký lên rồi lại hết xuống. Chứ cô mà đăng ký thì không bao giờ bị mất một ai cả. Cô dám nói là như thế. Còn nếu ai mà đăng ký cho cô mà để phá kênh cô thì cô không cần thiết đâu. Kể cả là cô vứt luôn cái kênh ấy thì một cái kênh ấy chả là gì. Cô quá bận, cô rất nhiều công việc để phải làm. Nếu như cô muốn ghi lại những cái video cho riêng cô thì cô cho vào cái đĩa hoặc cô làm thiếu thiếu thì cách để có thể ghi lại những kỷ niệm. Còn nếu như mà ai mà cố tình đăng ký cô, các bạn tưởng tượng như là đăng ký cho người ta phải biết là người ta sống chứ, đăng ký gì mà lại cứ phá kênh của người ta vậy. Cô không bao giờ phá kênh của người khác. Nhưng mà các bạn cẩn thận nhé, có những người đi đăng ký kênh là có cái mục đích là làm sao mà lại cứ bị gạt đi như thế. Bị thôi một ngày mới bắt đầu bằng một cái cốc đét xe. Các bạn là một buổi chiều, cô rất là thương yêu các bạn. Xin các bạn để lại cái dép để cô viết. Không hiểu sao ông YouTube hôm nay không cho cô nhìn thấy các bạn là ai. Và cô mến chào các bạn. Cô kính chúc tất cả nhà mạnh khỏe, an lành. Một buổi chiều ở Việt Nam vui vẻ, một buổi sáng và buổi đêm ở Mỹ thật là dịu dàng trong giấc ngủ. Tất cả anh em bốn biển đều là một nhà. Người thì đi ngủ, người thì làm, người thì cười, người thì khóc, người thì hy vọng và người thì mất hy vọng. Thôi thì tất cả nó đều là cuộc sống hết. Cô tạm biệt các bạn nhé. Ba cái móng tay xinh đẹp là quá mỹ mãn. Rất là yêu ba bạn ngày hôm nay mà không biết một cái bí mật gì đó cô không nhìn thấy. Và là je vous embrasse très fort et je vais vous remercier beaucoup si vous êtes voilà dans notre chaîne, il faut mettre une petite chaussure, để lại cho cô một cái giày nhỏ nhé. Và bây giờ thì cô quay trở lại cửa hàng để làm việc trong cửa hàng. Au revoir, très bientôt, au revoir. Ta đọc là ô, giống như là các bạn nói chữ ô tiếng Việt ấy, nhưng mà phải viết khác. Phải viết khác đi một chút, nhưng mà các bạn cứ đọc ô đã nha. Xong rồi sau đó cô sẽ cho chữ au revoir, là voir tức là nhìn này. Revoir tức là gặp lại, hẹn gặp lại. Au revoir, encore une fois, et grand merci, gros bisous. Merci.